Ban ngày đi bắt trộm. Đi cả ngày trời mà không tìm được con mồi nào, thế này thì ta sẽ chết vì đói mất. Khu rừng này bây giờ thức ăn đã cạn kiệt hết rồi, ta không thể ở mãi trong khu rừng này được. Chắc ta phải đi xa hơn, may ra mới tìm được thức ăn. Con mồi kia rồi, cuối cùng cũng tìm được một đàn gà béo mẩm. Hôm nay ta sẽ được một bữa no nê đây. Ơi, cáo kia các cậu ơi. Hôm nay các ngươi sẽ là miếng mồi ngon của ta. Phải làm sao bây giờ? Con cáo sẽ ăn thịt chúng ta mất. Nào, đến lúc rồi. Bác cáo ơi, trước khi ăn thịt chúng tôi, xin bác hãy ban cho chúng tôi một ân huệ cuối cùng. Đằng nào thì bọn nó cũng chẳng thoát được, cứ để chúng nói xem sao. Các người muốn gì? Xin cho chúng tôi được cầu nguyện trước khi chết. Cầu nguyện xong, chúng tôi xin đứng thành hàng để bác ăn thịt. Chết đến nơi rồi còn lắm chuyện. Thôi được, nhưng các người nhanh nhanh lên đây, ta không có kiên nhẫn đâu. Ôi, cảm ơn bác. Này, mình ơi, sao hôm nay đàn gà kêu ầm ĩ lên thế nhỉ? Không hiểu có chuyện gì. Các ngươi cầu nguyện sao lại kêu ầm ĩ như thế? Đấy là tiếng của chúng tôi, bác làm sao mà hiểu được? Thôi, đến lúc rồi, ta không muốn chờ nữa. Để tôi thử ra xem sao. Cáo à? Đúng, nó đang định bắt gà nhà mình kìa. Mình nhỏ tiếng thôi, để tôi xử lý. À! Đáng đời con cáo gian ác. Vua học đánh xe. Ngày xưa, ở một vương quốc xinh đẹp nọ, được trị vì bởi một vị vua thông minh và rất ham học hỏi. Một ngày, nhà vua cho gọi người đánh xe giỏi nhất của vương quốc đến. Dạ, thần Alex, xin kính chào đức vua. Chẳng hay hôm nay người cho gọi thần đến có việc gì ạ? Alex, tiếng đồn về tài đánh xe của ngươi đã vang khắp vương quốc, khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Dạ, bệ hạ quá khen ạ. Người cũng biết đấy, đối với một đấng quân vương, kỹ năng điều khiển xe ngựa là điều cực kỳ quan trọng những lúc ra sa trường. Nên hôm nay ta gọi ngươi đến đây là lệnh cho ngươi phải dạy ta đánh xe, làm sao để ta được giỏi như ngươi. Vâng, hạ thần xin tuân lệnh ạ. Thế là từ hôm đó, hàng ngày Alex đều dành một khoảng thời gian để dạy nhà vua tập đánh xe ngựa ở ngôi làng sâu rừng. Nhà vua chăm chú tiếp thu những lời giảng của Alex và người đã tiến bộ rất nhanh. Dạ muôn tâu, bệ hạ quả thật tài năng, chỉ trong một thời gian ngắn luyện tập mà bây giờ người cũng đã có thể điều khiển xe ngựa lao như bay rồi ạ. Thần rất lấy làm khâm phục và ngưỡng mộ người.
ta cũng thấy giờ đây cách điều khiển xe ngựa của ta cũng không khác gì so với Alex rồi. Alex, giờ thì ta có thể tự tin khẳng định là ta đã lĩnh hội được những kỹ năng đánh xe điêu luyện nhất. Dạ vâng, bệ hạ thật thông minh hơn người ạ. Alex, ta muốn ngày mai chúng ta hãy cùng đỏ sức xem sao nha. Ta và ngươi sẽ cùng thi đánh xe ngựa xem ai về đích trước. Tức là thần sẽ thi với bệ hạ xem ai chiến thắng ạ. Ừ, đúng thế. Thần chỉ có thể dạy người cách đánh xe, nhưng thần sao có thể đi thi đấu với người ạ? Sao lại không? Trong cuộc thi này, hãy coi ta như là đối thủ của nhà ngươi, cùng thi đấu công bằng và không được nhún nhường. Ta cần biết so với nhà ngươi, khả năng đánh xe của ta và ngươi như thế nào. Và người về đích trước chính là người đánh xe giỏi nhất vương quốc này. Dạ, nếu là mệnh lệnh thì thần xin vâng ạ. Xuất phát! Ta đã vượt Alex. Hắn bỏ xa ta thế kia, chắc chắn không thể vượt nổi ta. Alex, có điều gì đó không ổn. Ta chắc là do cổ xe của nhà ngươi. Nó hẳn là được làm từ những loại gỗ tốt nhất, nhẹ nhất. Dạ, chiếc xe của thần nó cũng... Thôi, không cần nói nhiều. Bây giờ, ngươi phải đổi xe cho ta. Ta tin là nhà ngươi chắc chắn khó có thể có may mắn được như vừa rồi. Dạ vâng, thưa đức vua. Vậy thần xin đổi cổ xe cho người ạ. Thế là, theo lệnh của đức vua, ngay lập tức, cổ xe màu vàng của Alex và cổ xe màu trắng của nhà vua được đánh đổi. Nhanh lên, không thể để hắn vượt ta được. Ta phải vượt hắn, không thể để thua hắn mất mặt thế được. Alex, rõ ràng con ngựa mà nhà ngươi đang điều khiển chính là vấn đề. Vâng ạ, có thể đúng thế đấy ạ. Còn có thể cái gì? Chắc chắn con tuấn mã này khỏe và nhanh hơn. Vì thế cả hai lần ngươi đều thắng ta. Vậy lần này nếu nhà ngươi đổi con ngựa đó cho ta cưỡi, thì kết quả dù có thế nào ta cũng tâm phục khẩu phục. Dạ vâng ạ. Chúng ta phải thi lại và chúng ta sẽ đổi ngựa, có thế mới công bằng. Ngươi có dám không nào? Vâng, đúng là nên đổi ngựa mới công bằng ạ. Ta đang dẫn trước Alex rồi. Lần này cả cổ xe và cả ngựa quý ta đều đã có trong tay. Lo gì mà không thắng nổi Alex cơ chứ. Cố gắng nhanh hơn nào. Lần này không có lý gì để Alex vượt lên được. Nhanh lên. Trời ơi, đi mau. Mày làm gì vậy? Nhanh lên. Trời ơi, lần này Alex cũng đã cán đích trước nhà vua. Alex, nhà ngươi thật là tài tình, cả ba lần đều thắng ta. Dù ta có đổi xe hay đổi ngựa, phải chăng nhà ngươi còn bí quyết nào đó chưa truyền hết cho ta? Dạ thưa, hạ thần nghĩ có lẽ thần thắng chỉ do may mắn thôi ạ. Láo xược, làm gì có chuyện cả mấy lần đều may mắn. Chắc chắn ngươi còn giữ mánh khóe để có thể chiến thắng ta. Dạ không, thần không hề. Ta hạ lệnh cho nhà ngươi phải nói ngay bí quyết cuối cùng của ngươi là gì. Bằng không đừng trách ta chém đầu nhà ngươi tội khi quân phạm thượng. Hoàng thượng, sự thật thần không có gì giấu người, chỉ có một điều thần không dám nói ra ạ. Không dám nói? Có gì mà không dám nói? Ta đã bảo ngay từ đầu rằng trong thi đấu tất cả đều bình đẳng. Hãy nói ra đi. Thần sợ khi thần nói ra hoàng thượng sẽ nổi giận và cho thần tội dám mạo phạm đến người ạ. Nói đi, ta yêu cầu ngươi phải nói. Bằng không, nếu ngươi không nói thì ta sẽ lấy mạng ngươi ngay tại đây.
ngay tại lúc này. Nói ngay. Thưa hoàng thượng, sự thật người vô cùng thông minh, nhanh trí, nhưng thần thấy người có một nhược điểm rất lớn khi điều khiển xe ngựa ạ. Nhược điểm rất lớn, đó là gì? Nói ngay đi. Hoàng thượng, người đã thua thần không phải vì người kém cỏi, mà người không tập trung vào một việc. Thần thấy người tập trung vào rất nhiều việc cùng một lúc ạ. Khi ở phía sau thì người luôn muốn vượt qua thần, lúc ở phía trước thì lại sợ thần vượt qua. Khi làm việc không tập trung vào một việc mà đầu óc bị phân tán bởi nhiều việc một lúc thì thao tác sẽ không tập trung để ổn định, không ổn định sẽ xảy ra sai sót, sai sót sẽ thua. Hoàng thượng, xin hãy tha tội cho thần dám chê trách người. Thần thật to gan, quả thật thần không hề giấu người bí quyết nào ạ. Không có gì, không có gì. Hóa ra là vậy. Người nói ta mới nhớ, ta quá hiếu thắng mà để đầu óc phân tâm quá rồi. Làm gì cũng phải thật nhập tâm thì mới có kết quả tốt được. Alex, cảm ơn ngươi. Lần này ngươi không chỉ dạy ta đánh xe mà còn nhiều hơn thế nữa. Hoa tặng bà. Con chào mẹ, con đi học về rồi ạ. Mẹ chào con. Xem kìa, trong nhà lại còn nhiều đồ đạc bừa bộn như thế này, chắc mẹ lại sắp sai mình làm việc nhà mất thôi. Mình chẳng thích làm việc nhà tí nào cả, phải tìm cách trốn đi chơi mới được. Mẹ ơi, bà đang ốm nằm viện, mẹ cho con xin phép vào thăm bà một chút nhé. Vợ con ngoan lắm. Thế con vào thăm bà đi, xong về sớm còn ăn cơm và học bài nữa nhé. Dạ vâng thưa mẹ. Hay quá, mẹ đồng ý rồi. Mình vừa được tiếng tốt đi thăm bà, vừa không phải làm việc nhà được đi chơi. Thích quá. Mẹ ơi, con đi luôn đây ạ. Vợ con phải cất đồ tử tế, không được ném như vậy đâu. Vâng, để lần sau con cất gọn ạ. Con phải đi ngay đây, không bà chờ con mẹ ạ. Đi theo con đường mòn thì thoáng một cái là tới viện rồi. Chả có chỗ nào chơi cả. Mình phải đi đường vòng trong rừng mới được. Trong rừng có rất nhiều chỗ chơi mà. La la la. La la la. Ô kìa. Ô xem kìa. Chà chà, bông hoa kia đẹp quá. Mình phải hái nó mới được. Phải dùng dòi mới được. Ai dám trêu chúng ta thế? Định phá tổ chúng ta chắc. Này thì phá tổ này, con voi nghịch ngợm kia rảnh rỗi quá nên chọc phá chúng ta đúng không? Ai, tôi không có tình mà. Đau quá. Phải chạy trốn xuyên qua bụi cây kia mới mong cắt được đuôi mấy cậu ông hung hãn này. Trời ơi, cháu xin lỗi. Cháu mãi chạy trốn đàn ông quá nên không nhìn thấy ông. Được rồi, ông không sao. Ông ơi, đồ của ông đây ạ. Mà sao ông đã già rồi, chân tay yếu cả rồi mà còn xách nhiều đồ thế? Hay ông để cháu xách giúp ông về nhà, coi như cho cháu chuộc lỗi nhé. Được rồi, thế thì ông cảm ơn. Đến nhà rồi, ông cảm ơn voi nha. Dạ, không có gì ạ. Cháu để đồ của ông ở đây nhé. Đây, cầm lấy, coi như ông cảm ơn cháu nha. Voi còn tốt bụng. Thôi, cháu không nhận đâu ạ. Chẳng phải là cháu gia phải ông khiến ông ngã đó sao? Cháu, thực ra cháu chẳng ngoan, chẳng tốt bụng đâu. Cháu đã phá tổ ông nên mới gia vào ông đấy ạ. Cháu gia phải ông là vô tình thôi mà.
Còn ông chắc rằng cháu là đứa trẻ ngoan khi biết giúp đỡ người khác như vậy. Cầm lấy đi, cháu xứng đáng được thưởng mà. Dạ, cháu xin. Cảm ơn ông Dê. Được ông Dê khen và cho quà vui thật đấy. Nhưng ông mà biết mình là đứa trẻ ham chơi trốn việc thì... Mình... Xem kìa. Ôi, nặng quá. Bạn Thỏ đang vất vả quá. Còn ông chắc rằng cháu là đứa trẻ ngoan khi biết giúp đỡ người khác như vậy. Cháu ơi, là cà rốt. Chào bạn Thỏ, bạn thích củ cà rốt của tôi sao? Dù sao tôi cũng không thích ăn cà rốt, nên chào bạn đấy. Cảm ơn bạn Voi. Chắc bạn cũng mệt rồi, để mình lấy nước giúp bạn nhé. Xong rồi. Cảm ơn bạn Voi. Voi ơi, xem mình hái hoa tặng bạn này. Cảm ơn bạn đã giúp mình lấy nước, rồi lại còn cho mình cà rốt nữa. Cảm ơn Thỏ, hoa đẹp quá. Nhanh chân vào thăm bà thôi, mình đã đi chơi cả một quãng rồi. Bà ơi, bà còn mệt nhiều không ạ? À? Con có bó hoa này tặng bà này. Cảm ơn voi con của bà, hoa đẹp quá. Dạ, là bạn Thỏ cho con đó bà ạ. À. Bạn Thỏ ư? Dạ, thật ra lúc đến bệnh viện thăm bà, con đã vào rừng chơi một chút. Ai dám trêu chúng ta thế? Định phá tổ chúng ta chắc. Này thì phá tổ này, con voi nghịch ngợm kia rảnh rỗi quá nên chọc phá chúng ta đúng không? Ai ơi, tôi không có tình mà. Đau quá. Phải chạy trốn xuyên qua bụi cây kia mới mong cắt được đuôi mấy cậu ông hung hãn này. Trời ơi, cháu xin lỗi. Cháu mãi chạy trốn đàn ông quá nên không nhìn thấy ông. Ừ, được rồi, ông không sao. Ông ơi, đồ của ông đây ạ. À? Mà sao ông đã già rồi, chân tay yếu cả rồi mà còn xách nhiều đồ thế? Hay ông để cháu xách giúp ông về nhà, coi như cho cháu chuộc lỗi nhé. Được rồi, thế thì ông cảm ơn. Đến nhà rồi, ông cảm ơn voi nha. Dạ, không có gì ạ. À. Cháu để đồ của ông ở đây nhé. Ừ, đây, cầm lấy. Coi như ông cảm ơn cháu nha. Voi còn tốt bụng. Thôi, cháu không nhận đâu ạ. À. Chẳng phải là cháu già phải ông khiến ông ngã đó sao? Cháu, thực ra cháu chẳng ngoan, chẳng tốt bụng đâu. Cháu đã phá tổ ông nên mới gia vào ông đấy ạ. À. Cháu gia phải ông là vô tình thôi mà. Còn ông chắc rằng cháu là đứa trẻ ngoan khi biết giúp đỡ người khác như vậy. Cầm lấy đi, cháu xứng đáng được thưởng mà. Dạ, cháu xin. Cảm ơn ông Dê. Được ông Dê khen và cho quà vui thật đấy. Nhưng ông mà biết mình là đứa trẻ ham chơi trốn việc thì... Mình... Xem kìa. Ôi, nặng quá. Bạn Thỏ đang vất vả quá. Cháu ơi, là cà rốt. Chào bạn Thỏ, bạn thích củ cà rốt của tôi sao? Dù sao tôi cũng không thích ăn cà rốt, nên chào bạn đấy. Chắc bạn cũng mệt rồi, để mình lấy nước giúp bạn nhé. Bà ơi, hôm nay tự nhiên cháu nhận ra, giúp đỡ người khác xong, cháu cảm thấy vui vẻ hơn cả rong chơi bà. Lát nữa về nhà, cháu phải tranh thủ giúp mẹ làm việc nhà mới được. Voi con của bà ngoan lắm, đã biết giúp đỡ người khác rồi nè. Xây nhà trên trời. Ngày xưa, ở đất nước Ethiopia xa xôi nọ, có một nhà thông thái tên là Abu Nawa. Kìa, ngài Abu Nawa ra rồi đấy. Mọi người chuẩn bị đi.
Sao mọi người lại đứng hết ở trước cửa nhà tôi thế này? Có việc gì vậy ạ? Bữa trước, ngài có giúp tôi cãi lý với quan trên, thắng được vụ kiện tranh chấp, đòi lại được con trâu đã mất. Nhà tôi chẳng có gì, chỉ có chút hoa quả trồng được. Mong ngài không chê. Ôi, sao chị lại làm thế? Tôi cũng chỉ muốn giúp chị lấy lại công bằng thôi mà. Chị làm thế này thì có khác nào tôi là người hám lợi đâu. Xin ngài đừng nói thế. Chúng tôi là phận dân đen, thấp cổ bé họng. Mai có ngài đứng ra bên vực, chứ không thì biết nhờ cậy ai. Nếu ngài không nhận thì thật sự chúng tôi tủi quá. Mà quà nào có gì ngoài mấy thứ giản dị này đâu chứ. Cảm ơn thịnh tình của mọi người, nhưng lần sau đừng làm thế này nữa. Tôi rất lấy làm ái ngại. Mời tất cả ông bà cô bác vào nhà tôi uống chén trà. Đi đường xa chắc ai nấy đều đã mệt rồi. Cái tên Abu Nawa đáng ghét này, chính hắn đã làm ta mất mặt ở buổi sự kiện ngày hôm qua. Đường đường là quan đứng đầu thị trấn này mà bị hắn qua mặt. Đúng vậy, nhiều lần hắn đã chơi xỏ mình, chẳng coi mình là cái thá gì. Nếu chúng ta còn làm ngơ thì chẳng phải hắn ngày càng làm điều càng quấy hơn ư? Ta có cách này, các vị xem có được không? Được, cách này rất hay, hãy làm như vậy đi. Tôi đảm bảo hắn sẽ bị trừng tội rất nặng. Đúng vậy, tên Abu Nawa này như một cái gai trong mắt, cần phải nhổ bỏ càng sớm càng tốt. Có chuyện đó sao? Dạ, đúng là như vậy ạ. Thần không nói sai nửa lời. Chính tên Abu Nawa đó đã tự nhận là người thông minh nhất vương quốc, tài trí vượt qua cả người ạ. To gan lớn mật, hắn dám ăn nói ngạo mạn, coi thường ta như vậy. Hiện nay hắn rất được lòng dân chúng, thậm chí mọi người suy tôn Abu Nawa là người có địa vị cao nhất đất nước này. Thần e nếu không trừ khử sớm thì sẽ có hậu quả và đe dọa tới quyền lực của hoàng gia đó ạ. Mau gọi Abu Nawa vào đây cho ta. Kính chào quốc vương. Ngươi là Abu Nawa, kẻ được ngợi ca là người thông minh nhất vương quốc này sao? Dạ, thần chỉ là một người dân bình thường, không dám nhận cái danh hiệu đó đâu ạ. Ta nghe nói dân chúng vô cùng mến mộ tài trí của ngươi, nhưng suy cho cùng ở vương quốc này, tất cả những người thông minh đến đâu đều phải phục tùng ta cả. Bởi vì ta là người đứng đầu tất cả, ai dám không tuân lệnh ta sẽ bị treo cổ. Vâng, thưa nhà vua, thần luôn phụng sự và trung thành với người. Được, vậy thì hôm nay ta sẽ giao cho ngươi một công việc. Nếu ngươi làm được, ta sẽ thừa nhận tài trí của ngươi. Còn nếu không thì ta sẽ treo cổ ngươi lên để thị uy dân chúng. Dạ thưa, không biết quốc vương định giao cho thần việc gì ạ? Hãy xây cho ta một ngôi nhà trên trời. Nghe nói không khí trên đó rất thoáng đãng, ta muốn thỉnh thoảng lên đó nghỉ ngơi. Ngươi có làm được không? Nhà vua thật là cao tay, quả này thì hắn chỉ có nước đầu hàng vô điều kiện. Đúng vậy, chắc chắn hắn sẽ phải nhận việc này, nếu không sẽ bị treo cổ vì kháng lệnh. Mà nếu nhận thì làm sao mà xây được ngôi nhà trên trời cơ chứ? Đường nào hắn cũng chết chắc rồi. Thưa nhà vua anh minh, thần sẽ xây cho người một ngôi nhà trên trời. Có điều thần cần bất cứ nguyên vật liệu nào, xin người cử binh lính mang tới cho thần. Được, ta chấp thuận, nhưng ta ra thời hạn một tuần, ngươi phải làm xong mọi thứ cho ta. Thần rõ à? Nhất định thần sẽ không để người thất vọng. Ồ,
Ôi trời ơi, đã suốt mấy ngày nay, ông cứ nằm thế này mà không biết sốt ruột à? Thời hạn một tuần của nhà vua sắp tới rồi, không tự dưng lại đi nhận xây một ngôi nhà trên trời. Dễ có khi ông bị treo cổ rồi bay lên trời luôn đó. Mình cứ bình tĩnh, mau mang cho tôi 10 tấm giấy đỏ, 2 cây trúc và ít hồ giấy tới đây. Ông định làm gì với những thứ ấy? Tôi bảo gì bà cứ làm nấy đi. Nhanh lên. Ôi, nước đến chân rồi mà ông còn ngồi làm diều làm cái gì? Có phải ông không nghĩ ra được cách nên ông nghĩ quẩn đấy phóng? Mai là hạn vào gặp nhà vua rồi đấy. Hôm nay gió có lớn lắm không mình? Có đấy, trời đang lộng gió. Vậy đã đến lúc tôi đi xây nhà cho hoàng thượng rồi. Sắp đến thời hạn 7 ngày, tên Abu Nawa làm ngôi nhà trên trời đó đến đâu rồi? Dạ bẩm, cả tuần nay hắn đã nhốt mình ở trong nhà, chắc đang chờ đến ngày bị treo cổ đó ạ. Cái tên Abu Nawa đó bấy lâu nay tự cho mình là hơn người, rồi cũng phải chịu thua đức vua tối cao của chúng ta thôi. Thưa đức vua, Abu Nawa xin người đưa thật nhiều gỗ đến để làm mái nhà cho ngôi nhà trên trời. Cái gì? Hắn đã làm gần đến mái của ngôi nhà trên trời thật ư? Làm thế nào để chuyển gỗ lên trên trời cho hắn xây được cơ chứ? Dạ bẩm, ngài ấy chuyển lời rằng đã tìm được đường lên trời, xin nhà vua cứ cho người khuân gỗ đến thôi ạ. Thôi được, để ta xem hắn bày trò gì. Sai người đem gỗ tới cho hắn. Dạ thưa ngài, gỗ đã được chuyển tới. Chúng tôi làm thế nào để vận chuyển số gỗ này lên trời để làm mái nhà ạ? Đây là đường lên trời. Hãy bám lấy sợi dây này rồi leo lên trên đó. Khiêng bằng hết số gỗ này lên trên đó cho ta. Có thế ta mới có thể hoàn thành ngôi nhà trên trời cho nhà vua. Điều này thật khó quá thưa ngài Abu Nawa. Chúng tôi làm sao có thể leo lên được sợi dây này mà lên trên trời cơ chứ? Nói gì đến vận chuyển hết số gỗ kia. Vậy thì hãy về bẩm báo nhà vua y như vậy cho ta. Ngươi to gan lắm Abu Nawa, dám sai quân lính của ta leo lên sợi dây mà chuyển gỗ lên trời à? Việc vô lý như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra ư? Dạ, vậy xin nhà vua bình tâm suy nghĩ lại. Nếu không chuyển số gỗ ấy lên trời thì làm sao thần có thể xây được ngôi nhà ở trên đó theo mong muốn của ngài được cơ chứ? Ngươi bẩm, ngài là đức vua anh minh, ắt hẳn cũng là người thông tuệ nhất vương quốc này. Nếu người đã biết việc đó thật là vô lý mà vẫn bắt thần làm thì thật khó khăn với thần ạ. Abu Nawa, ngươi đúng là nhà thông thái tài trí. Chỉ chút nữa ta nghe lời xu nịnh mà làm hại ngươi rồi. Hãy lôi những tên quan kia ra đánh 50 trượng và phong cho Abu Nawa làm quan đại thần. Thưa nhà vua, thần xin cảm tạ tấm lòng của người, nhưng thần sống giản dị đã quen, không hợp với hoàng cung. Chỉ mong người cho thần được lui về sống yên bình như trước. Từ đó trở đi, Abu Nawa được tự do tự tại sống ở làng quê và giúp đỡ những người dân nghèo khó. Không bao giờ quốc vương còn làm khó ông một lần nào nữa. Bài học đầu tiên cho con. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về thần đồng người Trung Quốc Ngụy Vĩnh Khang.
Dù mới 2 tuổi, Minh Viễn đã được biết đến là thần đồng, là huyền thoại của nền giáo dục phương Đông, là hình mẫu lý tưởng trong nuôi dạy con cái mà nhiều ông bố bà mẹ hướng tới khi học thuộc 1.000 ký tự tiếng Trung. Nào, ăn nhanh lên đi, Minh Viễn. À nào. Em để con tự ăn đi. Em cứ như vậy, bao giờ con mới làm được? Con của chúng ta là thiên tài mà. Việc của thằng nhỏ là học cho thật giỏi, làm rạng danh đất nước. Còn những việc khác đã có em lo rồi. Thôi nhanh lên con, 30 phút nữa có giờ học ngoại ngữ rồi đấy. Sau đó con còn phải tới thư viện đọc tài liệu nữa. Thôi nhìn kìa, bố mẹ thật là kinh điển đó. Để có thí tuổi mà giỏi lắm đó. Có được đứa con như thế cũng nở mày nở mặt ha. Mới có 6 tuổi mà ngày nào địch học cũng kinh mít tới đêm. Liệu những gì chúng ta đang làm có tốt cho con không em? Sao lại không? Tất nhiên là em sẽ dành những gì tốt nhất cho con của mình rồi. Hơn nữa, anh nên nhớ là thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh thôi. Còn 99% là do khổ luyện đó. Thiên tài, nhưng con vẫn là một đứa trẻ mà. Thôi thôi, em là mẹ mà. Em biết như thế nào là tốt cho con. Nên từ bây giờ anh đừng có can thiệp vào chuyện này nữa. Vậy thôi nào con trai yêu. Ơ, con định đi đâu đó? Con muốn ra chơi bóng đá với các bạn. Không có bóng bánh gì hết. Việc của con là học và học, chứ không phải để chơi. Ngồi yên học bài cho mẹ đi. Nhưng bạn con... Con là thần đồng, còn chúng chỉ là những đứa trẻ tầm thường, không thể là bạn của con được. Từ hôm nay á, bất cứ việc gì không có sự cho phép của mẹ thì con không được làm. Bốn năm sau. Nhìn kìa, thằng đồng Minh Viễn đó, mới có 10 tuổi mà đã vượt qua hết các kỳ thi để vào trường trung học rồi. Em đang ở trường với con, có gì anh nói nhanh đi nha. Còn có chuyện gì sao mà em phải tới trường? Làm sao mà có chuyện gì được khi em ở bên con 24/24 chứ? Em phải để con có cuộc sống riêng chứ. Em cứ bên con 24/24 như vậy cũng không phải cách hay. Rồi còn bạn bè, thầy cô họ nhìn vào nữa. Lúc khác mình nói chuyện sau nha anh. Em phải cúp máy đây. Có mẹ đây rồi, để mẹ làm cho. 5 năm sau. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Đào đào, cẩn thận khéo ngã bây giờ. Có chuyện gì mà vội vã thế con trai? Viện nghiên cứu khoa học, giấy báo nhập học, kính mời Mr. James. Hả? Trời ơi, thật sao? Con đổ vào viện nghiên cứu khoa học. Sao thế con? Đây là chuyện rất vui mà. Mới 15 tuổi mà đã làm nghiên cứu sinh thế này. Ngày mai thôi, sự kiện này sẽ có trên khắp các mặt báo lớn và truyền hình nữa. Cả đất nước sẽ một lần nữa gọi tên của con. Nghĩ thôi mẹ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng viện yêu cầu các học viên phải sống ở ký túc xá mẹ. Như vậy làm sao mà được? Không có mẹ, ai sẽ lo cho con đây? Con sẽ ăn, ngủ, học như thế nào? Thôi không được, ngày mai mẹ tới viện xin phép để mẹ vào đó sống cùng với con luôn. Không thì mẹ con mình thuê một căn ở gần đó là được. Minh Viễn từ nhỏ đã quen có tôi ở bên cạnh chăm sóc.
Bây giờ một mình trong đó, thằng nhỏ sẽ sống như thế nào đây? Hơn nữa, con tôi là thần đồng mà, là niềm tự hào của đất nước. Lẽ ra các ông phải có chế độ đặc biệt để thằng nhỏ phát huy hết năng lực của mình chứ. Chúng tôi biết, nhưng là nghiên cứu sinh, các em cần phải học cách sống tự lập. Và khi đã vào đây, tất cả học viên ai cũng như ai, không có một chế độ đặc biệt cho riêng ai hết. Chúng tôi rất mong bà thông cảm. Không có mẹ ở bên cạnh, ai sẽ gọi con dậy? Ai giúp con ăn? Ai tắm giặt cho con đây? Ôi. Em đừng gọi cho con nhiều nữa, để con chuyên tâm học chứ. Không có em, con sẽ phải tự biết cách chăm sóc bản thân của mình thôi. Với lại, con cũng đâu còn bé bỏng gì nữa. Hình như thằng nhỏ là con của một mình em hay sao ấy? Anh biết, và anh cũng rất lo cho con. Nhưng con cũng cần phải trưởng thành dần chứ em. Con đã là một nghiên cứu sinh rồi kia mà. Ờ kìa Minh Viễn, sắp tới giờ trao đổi với giáo sư rồi, sao bình tĩnh vậy, khẩn trương lên chứ. Làm sao để lấy được thuốc đánh răng đây? Tại sao con vẫn chưa lên giảng đường, lại ngủ dậy muộn à? Nhanh lên đi chứ, giáo sư hôm nay khó tính lắm đấy. Làm sao để mặc được bộ quần áo này hả chú? Dù là thiên tài thì con vẫn là cậu bé mà thôi. Để chú giúp nào. Không sao, em đứng dậy đi. Buộc lại dây giày nào. Mẹ ơi, dây giày bị rối. Em không buộc được thầy ạ. Cứu em với. Ơi, tắm thế nào mà sàn nhà toàn bọt xà phòng thế này? Khổ quá, ngày nào cũng như ngày nào thôi, bao nhiêu tuổi rồi? Minh Viễn, sao giờ này vẫn còn nằm ngủ hả con? Không dậy thi cuối kỳ sao? Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Hôm nay con phải đi thi sao? Hơn 10 giờ rồi, thế là cậu đã bỏ lỡ bài thi quan trọng nhất trong năm rồi đó. Các cậu biết là bài thi hôm nay quyết định tới 20% kết quả tốt nghiệp. Mà tại sao không ai gọi cậu ấy dậy cùng, để cậu ấy lỡ mất buổi thi rồi. Mọi khi chúng cháu vẫn gọi cậu ta dậy, nhưng hôm nay ai cũng vội để kịp giờ thi. Mà tại sao chúng cháu phải chịu trách nhiệm về việc đó chứ? Đúng vậy, chúng cháu cũng không hiểu nổi. Một người được mệnh danh là thiên tài mà lại chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi học. Chúng cháu tới đây để học tập, chứ đâu phải chăm một đứa trẻ lên ba đâu thưa chú. Minh Viễn, bình tĩnh nào. Trên đó còn có thiếu gì đâu, mà cứ mỗi lần lên thăm là phải túi nọ túi kia vậy em. Không thiếu, nhưng mà em không yên tâm khi không tận tay chăm sóc cho con. Thôi, em chuẩn bị nhanh còn đi, không lỡ chuyến xe bây giờ. Sao con lại về giờ này? Bố mẹ đang chuẩn bị đón xe lên thăm con đây nè. Con đã xin nghỉ học ở viện nghiên cứu rồi ạ. Trời ơi, Minh Viễn, con đang làm chuyện gì vậy? Con có biết cả đất nước này đang trông chờ vào con như thế nào không hả? Trời ơi, sao con lại làm cái chuyện xấu hổ thế này hả? Có chuyện gì mà ra nông nổi này hả con? Hay chương trình học nặng quá, con theo không kịp? Con là thiên tài, con chưa làm được gì, mẹ không cho phép con bỏ cuộc. Theo mẹ lên trên đó ngay lập tức, nếu không mẹ sẽ chết cho con xem. Không, con muốn được học cách trở thành một người bình thường. Con không muốn mình mãi là đứa trẻ lên ba.
xin lỗi đã đẩy con vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Mẹ cứ nghĩ chỉ cần con học giỏi thì sẽ thành công, mà quên mất rằng con cũng cần được trưởng thành như bao người bình thường khác. Từ hôm nay, bố mẹ sẽ cùng con học lại bài học đầu tiên. Câu chuyện của thần đồng Ngụy Vĩnh Khang chính là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh. Tri thức đúng là rất quan trọng, nhưng không vì thế mà cha mẹ bỏ qua việc dạy con những kỹ năng cần thiết của cuộc sống. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!